tôi chết thì ông mới vừa lòng hả? Nhà có bao nhiêu đất đai ông đi cầm đi bán gần hết, còn có mấy xào ruộng để kiếm gạo ăn qua ngày mà ông cũng đành đoạn đi bán luôn. Trời ơi là trời. Tôi xin lỗi mình. Mình tha lỗi cho tôi. Tôi không dám làm nữa đâu. Tha lỗi hả? Tha lỗi hả? Ông nói câu này bao nhiêu lần rồi, tôi nghe mà tôi phát chán. Từ cái ngày đầu tiên tôi phát hiện ra ông đi cầm cố miếng đất á, ông đã gian xin nài nỉ tôi, ông hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Rồi sao hả? Rồi mấy năm nay đất đai ruộng vườn của tôi lần lượt vào tay của người ta hết rồi. Ông muốn tôi sống sao đây? Sống làm sao đây? Tôi nói cho ông biết, nhà còn có mấy xào ruộng mà ông mà lén trộm mặt khoáng đi cầm đi cố một lần nào nữa là tôi giết ông chết. Nhớ đó. Lần sau thì anh xin phép đưa gia đình em lên Sài Gòn chơi nghe. Anh hứa với em nhiều điều lắm rồi đó. Liệu có nhớ hết được không vậy? Không được cho thằng Thịnh biết chuyện nhà mình, biết chưa? Biết rồi, nói hoài. Nhớ đó nha. Ủa, hai đứa gì rồi hả con? Dạ, con chào hai bác. Má, ba. Để bác kêu công an dọn cơm cho hai đứa nghe. Lúc nãy ba con với lại hai bác ăn rồi, rồi ba con đi công chuyện, chút nữa về đón con sao? Dạ. Vô nhà, vô nhà. An, cơm nước xong chưa? Anh chị mày đi chơi về chắc là mệt lắm nè. Vô đi, vô đi, vô, vô. Tóc nha. Nè, chậm chậm thôi, coi chừng té đó. Sao mà té được? Từ chiều đến giờ tôi thấy chị lạ lắm nghe. Có chuyện gì đúng không? Chuyện gì là chuyện gì? Chị bình thường mà. Xạo xạo, bình thường đâu bình thường. Nhìn cái mặt của chị ấy là tôi biết chị đang nghĩ đến cái chuyện gì mà liên quan tới anh Thịnh chứ gì. Sao? Bộ trên mặt của chị có hiện ra chữ gì hả? Chứ gì nữa. Rõ ràng là có chuyện mà. Nói cho tôi nghe đi, tôi tò mò quá. Thôi, chị không có nói đâu. Gì vậy hả? Nói cho tôi nghe đi mà. Thì anh Thịnh đó, hồi lúc chiều á, anh nói là 2 tháng nữa anh sẽ thực hiện lời hứa lúc nhỏ với chị. Nói là anh sẽ thực hiện lời hứa với chị hả? Ừ. Nhưng mà anh hứa cái gì? Anh hứa gì với chị? Nhiều quá, làm sao mà chị nhớ hết được. Nhưng mà chị đoán á, có lần mấy đứa trong xóm á, nó ghẹo chị với anh Thịnh là cô dâu chú rể, làm bể bình bông, đổ thừa con nít bị đòn tét đứt. Nên á, chị mắc cỡ quá trời. Vậy là chị khóc. Anh Thịnh anh thấy vậy á, nên anh mới hứa với chị trước mặt tụi nhỏ là sau này lớn lên anh sẽ cưới chị. Nhưng mà thiệt tình là
chị không không có ngờ là anh còn nhớ lời hứa đó. Chị vui lắm. An nè, em có thấy mừng cho chị không? An. À, mừng chứ. Tôi mừng cho chị chứ. Nhưng mà hả, tôi chỉ sợ nhiều khi á, anh Thịnh ảnh chỉ nói bâng quơ vậy thôi, cũng không biết chính xác là lời hứa gì. Chị đừng có vui mừng quá sớm. Không phải vậy đâu. Anh Thịnh, anh đâu có hứa lèo bao giờ. Tôi đi làm ngoài đồng ngoài ruộng á, suốt ngày ngoài đường, nên là tôi nghe mấy bà nói với mấy đứa con gái á, nhất định không có được tin vô mấy cái lời hứa hẹn của đám đàn ông con trai. Chị suốt ngày ở trong nhà chu rú trong phòng biết cái gì đâu. Chị biết chứ. Nhưng mà lời của anh Thịnh hứa thì chị chắc chắn sẽ tin. Anh Thịnh chưa bao giờ thất hứa gì với chị hết. Hơn nữa, lời hứa này á là do ảnh tự nhắc đó. Nhiều khi ảnh nói ra đại cho chị vui đó. Nếu như mà ảnh muốn lấy chị thiệt á, thì ngày hôm nay nè, sẵn tiện có ba ảnh về đây, sao ba anh không ghé nhà mình để nói chuyện với ba với má lớn? Ờ, thì... Đó, thấy chưa? Tôi nói rồi mà. Nếu như mà thật sự muốn lấy chị làm vợ, thì đáng lý ra á, là bây giờ ba má ảnh phải qua đây để mà thưa chuyện với ba má là vừa. Chứ gì mà đợi 2-3 tháng nữa hả? Đám cưới mà, đâu phải là muốn cưới là cưới liền được đâu. Chị đừng có tin lời của ảnh. Ảnh chỉ nói đại á, cho chị vui. Ảnh chọc ghẹo chị thôi à. Chị không biết. Nhưng nhưng chị tin anh Thịnh không giống như những gì em nói đâu. Thiệt tình á, kể chuyện vui cho em nghe mà em làm chị cục hứng quá, không có nói chuyện với em nữa đâu. Chị vô trong ngủ đi. Bảo, dậy coi, dậy. Trời, má đã còn ngủ chút xíu coi. Mày dậy chưa? À, không dậy mai mốt thiếu tiền rồi có kiếm má nha. Tối ngày chỉ biết ăn với ngủ với báo đời tao không à. Trời, má hỏi nè. Ừ. Mày có thiếu tiền mà hai giao lam không? Nói thiệt má nghe coi. Thì thì hôm đó con đi chơi thiếu chút tiền, con dây Bảo có chút xíu hả? Trời ơi, Bảo ơi là Bảo. Đâu? Má cho mày tiền đâu có ít đâu. Mà sao mày cứ mượn hết lần này tới lần khác vậy? Rồi chuyện này tới tai ba mày thì sao hả? Sao mày báo má mày hoài vậy? Thì má mới nói nhỏ nhỏ thôi. Má muốn cả nhà này nghe hết hả? Thì khi nào có tiền từ từ rồi con trả. Từ từ rồi trả hả? Rồi người ta có cho mày từ từ không? Hay là người ta chặn tao ngay giữa đường, người ta đòi tiền má này cho nhục mặt. Thì cái bà này đã nói là khi nào có tiền trả rồi mà. Má cứ để đó. Rồi đi đâu? Con sẽ ra nói chuyện với bà ta. Thôi, mày làm ơn mày ở nhà giùm má đi. Đi ra ngoài rồi ôm cái đầu máu về bắt má mày nuôi nó hả? Má nói nè, má không có muốn chuyện này để cho ba con biết nha chưa. Má sẽ trả nợ cho con một lần nữa. Con mà còn gây nợ một lần nữa, ba mày biết á, ba mày đánh á, má để cho đánh chết bỏ nghe chưa. Rồi thiếu bà nhiều. Con biết là má thương con nhất trong nhà này mà. Thôi thôi đừng có nịnh. Biết bao nhiêu người không mượn, đi mượn con mẹ hai giao lam. Nội nghe cái tên không là thấy rát cái mặt rồi à. Đâu còn đút cái đầu mà vô nữa. Rồi thiếu nhiều. Lời lãi tính sao? Tổng cộng là